Hân hạnh gặp lại quý vị và các bạn, những tấm lòng hảo tâm gần xa trong chuyên đề vượt qua hiểm nghèo của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, trong gia đình không may chỉ có một người lâm bệnh thôi là đã khó khăn lắm rồi. Vậy mà ở khu phố Bình An 2, phường 7, thành phố Tân An có một gia đình 4 người thì cả 4 đều mắc phải những chứng bệnh khác nhau. Điều đáng nói hơn là tất cả những thành viên trong gia đình này tuổi đời còn rất trẻ, người lớn nhất cũng mới chỉ trên dưới 40 tuổi. Chúng tôi rất mong quý chị hãy chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình chị Quỳnh Thị Gái, ngụ khu phố Bình An 2, phường 7, thành phố Tân An. Gần đây, căn nhà của anh Thanh và chị Gái cứ luôn phải đóng chặt cửa như thế này. Phía trước nhà, trước đây là một quán ăn uống nhỏ, hai vợ chồng chị Gái kiếm sống hàng ngày. Gần đây, chị Gái bị bệnh nặng, nằm bệnh viện, nên ngôi nhà trở nên trống vắng điều hiu. Chị Gái mắc phải căn bệnh khối u ở tuyến ức đã 2 năm nay. Gia đình không có khả năng làm phẫu thuật, nên giờ khối u đã to hơn, khiến chị bị nhược cơ, không thể đi đứng được do bị chèn đường hô hấp, đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Long An. Bệnh nhân Quỳnh Thị Gái này là một cái trường hợp u tuyến ức. Thì ở cái giai đoạn, nó có nhiều cái giai đoạn. Giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, 4A, 4B. Thì cái bệnh này nó gây ra rất là nhiều triệu chứng, trong đó có cái siêu hấp là do gây ra cái tình trạng yếu cơ, bệnh nhân không tự thở được thì phải hỗ trợ hô hấp bằng thở máy. Mà cái điều trị của cái bệnh này chủ yếu là ở giai đoạn sớm, là phải phẫu thuật cắt cái u đó. Cái phương pháp điều trị trong cái u tuyến ức này, phương pháp triệt để là phẫu thuật. Thì tùy theo giai đoạn thì bác sĩ có thể chỉ định thêm cái xạ trị hoặc là phối trị, hóa trị phối hợp. Còn cái khi mà đến suy hô hấp á, thì mình chỉ điều trị triệu chứng hỗ trợ thôi, nó là chỉ tạm thời. Ngày 2 buổi, người con gái lớn của anh chị Nguyễn Thị Thanh Xuân từ bệnh viện trở về, mở cửa nấu cơm nước rồi vào giả đi vào bệnh viện chăm sóc mẹ. Cuộc sống của gia đình cứ vào giả tất bật, với phần lớn thời gian ở bệnh viện rã rời, mệt mỏi là cảm giác thường trực trên cơ thể của tất cả các thành viên trong gia đình này. Vì lo cho mẹ, 4 ngày rồi Thanh Xuân chưa hề được chợp mắt, mới vừa ở bệnh viện về. Giờ em lại vội vàng lấy đồ đạc quay lại bệnh viện vì cha đi làm xa. Nhìn dáng vẻ bề ngoài gầy gò, nhỏ bé của Thanh Xuân, có lẽ khó ai có thể nghĩ rằng em là người con gái ở tuổi 26. Bất hạnh cứ luôn đến với Xuân. Cách đây không lâu, em vừa buộc phải làm phẫu thuật cắt bỏ khối u ở tuyến vú. Nỗi đau chưa kịp dơi thì phải vào viện nuôi mẹ. Thương mẹ, Xuân cố gắng vượt qua bệnh tật. Bởi bản thân Xuân sau phẫu thuật nhưng vẫn còn mang trong mình rất nhiều chứng bệnh. Một bên ngực còn lại cũng có khối u, rất có nguy cơ phải làm tiếp một lần phẫu thuật nữa. Lúc không có tiền đóng thì con chỉ đợi ba con đi làm đem tiền về đóng thôi, chứ không có xin hay mượn ai được hết. Không có tiền trả với chị cho mẹ con. Bệnh tình của mẹ con ngày càng nặng, thì ăn uống không được, thở không được. Người ta kêu phẫu thuật hồi lúc 6 tháng là bữa nay được 5 mấy rồi. Mẹ con ngày càng trở nặng hơn, mà không có điều kiện để chữa trị. Anh Thanh mặc dù đang mang chứng bệnh gút rất nặng, nhưng phải cố gắng đi làm phụ hồ để kiếm tiền trang trải viện phí cho vợ. Bất kể ở đâu, dù xa hay gần, nơi nào có việc làm thì anh cố gắng đi. Có lúc đi các huyện dùng xa cách tuần lễ, anh mới về nhà một lần. Khác với những người thợ khác, do căn bệnh gút cứ hành hạ đau nhức triền miên, ngày làm ngày nghỉ nên thu nhập cũng rất thấp, không thấm vào đâu so với nhu cầu chi tiêu của gia đình. Với chứng bệnh của anh, nhiều người khuyên anh nên thôi công việc làm hồ để tránh hậu quả về sau, nhưng anh chỉ trả lời buồn rằng
không làm phụ hồ, biết làm gì bây giờ? Thấy cái hoàn cảnh gia đình chị gái nếu mà không có sự giúp đỡ của mọi người thì chắc theo bản thân tôi thấy cũng khó có thể vượt qua cái lúc mà hoàn cảnh như bây giờ. Tại vì lao động bây giờ chỉ còn có một mình chồng chỉ thôi, nhưng mà bữa làm cũng bữa nghỉ, tại vì sức khỏe cũng không đảm bảo. Hai đứa con thì đứa con gái phải nuôi chị nhưng mà cũng không có việc làm rồi, cũng phải chăm sóc chị hàng ngày. Còn đứa con trai thì vì sức khỏe yếu nên chỗ làm nó cũng không nhận nữa rồi. Giờ với cái tình trạng của gia đình của chị gái thì cái số tiền để mà mổ cái ca mổ của chị gái là hiện nay là khoảng gần 100 triệu thì số tiền đó quá lớn đối với địa phương. Và cái chi phí hiện nay nằm bệnh viện thì mỗi ngày là 1 triệu. Do đó thì ở chính quyền cũng như hội chữ thập đỏ thì cũng tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm chia sẻ giúp đỡ để cho gia đình chị là có điều kiện trị bệnh đến nơi đến chốn. Trước khi chị gái bệnh nặng, Xuân đi làm kế toán cho một căng tin trường học. Rồi Xuân buộc phải nghỉ để chăm sóc mẹ, khó khăn như thể càng chất chồng hơn. Em trai Xuân thì bị bệnh phổi, không thể xin việc làm được. Cha thì cứ tất tả ngược xuôi đi làm phụ hộ. Bao gánh nặng đã dồn hết trên đôi vai bé nhỏ của Xuân. Em cho biết khó khăn mấy em cũng không sợ, chỉ sợ không có tiền viện phí cho mẹ. Một ngày nằm tại bệnh viện như thế này, chi phí lên đến gần 1 triệu đồng. Xuân không biết phải xoay sở ra sao. Nhiều lúc ba luôn đau chân đi làm không có nổi, mà không ráng phải đi. Hiện nay sức khỏe của chị gái rất yếu. Mấy ngày qua các bác sĩ chỉ điều trị triệu chứng để chị qua cơn nguy kịch đến tính mạng. Để điều trị dứt điểm căn bệnh không còn cách nào khác ngoài phẫu thuật, nhưng gia đình đã không còn cách nào chạy dài. Quý vị, mọi sự giúp đỡ của quý vị cho gia đình chị gái xin vui lòng gửi về Hội chữ thập đỏ tỉnh Long An, số 3 đường Võ Công Toàn, phường 1, thành phố Tân An, điện thoại 0723 822 529, hoặc quý vị có thể giúp đỡ trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa Long An, khoa hồi sức tích cực lầu 2, gặp Xuân con chị gái, điện thoại 0167 486 104. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, tiếp tục đón nhận tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm dành cho người nghèo, trong tuần qua, Hội chữ thập đỏ tỉnh Long An đã nhận được 37.220.000 đồng và 70 kg gạo, một tấm mền. Đây là số tiền quà ủng hộ gia đình anh Dương Văn Dẫu, ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, giúp đỡ để gia đình có điều kiện chữa bệnh và ổn định cuộc sống. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ xã Mỹ An và gia đình anh Dẫu còn nhận trực tiếp từ các mạnh thường quân số tiền hơn 20 triệu đồng. Thay mặt cho gia đình anh Dẫu, chúng tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ vô cùng quý báu này. Danh sách ủng hộ gia đình anh Dương Văn Dẫu, ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Năm bé Xuân, Thư, Ngọc, Hiền, Tài, Bến Lức 400.000 đồng. Gia đình chị Thẩm, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng. Tiệm chàng Kim Thành Lý, Bến Lức 200.000 đồng. Thầy An Lộc và Phật tử chùa Kim Cang 300.000 đồng. Ni sư Tắc Đức, chùa Tôn Chân 50.000 đồng. Ni sư An Huệ, chùa Phật Huệ 50.000 đồng. Thanh Thủy, Thanh Trúc, Thanh Sơn 280.000 đồng. Bùi Thị Đẹp, Nguyễn Hoàng Quanh, phường 5, thành phố Tân An 200.000 đồng. Anh Đông, công ty Đại Dương, phường 6, thành phố Tân An 1 triệu đồng. Máy nổ Phát Quy, phường 1, thành phố Tân An 200.000 đồng. Tiệm bánh Kim Lan, phường 1, thành phố Tân An 100.000 đồng. Nhóm bạn xem đài ấp 5 quê Mỹ Thạnh 400.000 đồng. Gia đình Như Đình, gia đình Như Lan, Bến Lức 200.000 đồng. Gia đình ông Lương Minh Đáng, Nhân Thành Trung 2 triệu 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành Viên Hai Cư, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Trường 600.000 đồng và một cái mền. Chú Thiểm Ba Lăng, bé Si Kem, bé Pon, Ngọc Quyền 400.000 đồng. Kho tiếp liệu cám Greenfit 190.000 đồng. Bà Trần Thị Đáng, cô Hạnh, bé An 250.000 đồng. Chị Tơ, chị Quanh, Long Hữu Đông 150.000 đồng. Châu Trang Đỏ 200.000 đồng. Anh Tú, Phương Tâm, Bảo Châu 130.000 đồng. Phật tử chùa Linh Phát, Bến Lức 250.000 đồng. Gia đình anh Hùng Nam Cường, phường 2, thành phố Tân An 500.000 đồng. Anh Công Đạt, phường 3, thành phố Tân An 200.000 đồng. Chị Quỳnh Kim Ngân, Hậu Nghĩa 100.000 đồng. Trương Văn Khanh 100.000 đồng. Dân Anh, Như Anh, phường 3, thành phố Tân An 100.000 đồng.
gia đình Minh Trí, Lạc Tấn 100.000 đồng, thức ăn gia súc Hoa Nhân, Đức Huệ 100.000 đồng, Kha Thị Minh Nguyệt, phường 4, thành phố Tân An 200.000 đồng, gia đình Thiện Ân, Tâm Hỷ 100.000 đồng, Khánh Linh, Trúc Linh, phường 3, thành phố Tân An 200.000 đồng, ngân hàng Sacombank chi nhánh Giàm Cỏ 20kg gạo, gia đình Thiện Ân, Trí Khang, Diệt Kiều Mỹ 100.000 đồng, nhà trọ Ngọc Nga, phường 2, thành phố Tân An 100.000 đồng, gia đình Anh Ngọc, phường 1, thành phố Tân An 200.000 đồng, ông bà nội Gia Bảo, Gia Minh 200.000 đồng, Kim Quê, Úc Đức, phường 1, thành phố Tân An 100.000 đồng, cô Nhung, Quế Thanh, Minh Đăng, Khánh Hậu 300.000 đồng, gia đình Úc Bia, Tầm Du 150.000 đồng, chị My, Tầm Du 50.000 đồng, Nguyễn Cao Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh 100.000 đồng, Nguyễn Ngọc Như Ý, Tiền Giang 100.000 đồng, Nguyễn Trang Châu, ấp 6, Nhị Thành 50.000 đồng, ban hộ niệm Hoa Sen, gia đình An Thiện, Diệu Minh, Thiện Minh, Chánh Nghiêm Ánh, Chiếu Diên Mỹ 300.000 đồng, Bình, Sủng, Liên, Dành Láng 400.000 đồng, Quỳnh Quang Mực, Trần Thị Mỹ Trân 500.000 đồng, Bùi Cao Sơn, Canada 500.000 đồng, ông Quá Cố, Lương Trang Hạnh 100.000 đồng, Nguyễn Trang Bương 100.000 đồng, Ngọc Châu, Ngọc Nga, phường 5, thành phố Tân An 100.000 đồng, Nguyễn Thị Kiều, phụ tùng Honda Quỳnh Mai, Nguyễn Thị B 300.000 đồng, bà Năm, cô Thích, Kim Ngân 250.000 đồng, ông Quá Cố, Quỳnh Văn Mệnh, Bến Lức 250.000 đồng, nhóm từ thiện Nhân Ái, Tầm Du 100.000 đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Diệt Thanh, phường 6, thành phố Tân An 1.000.000 đồng, bà Hồ Thị Ba, Ngọc Hà, Ngọc Phi, Duy Tân, Khánh Tiên, Phương Liên 800.000 đồng, bà Hồ Thị Mỹ Lệ, An Chỉnh Ngãi 100.000 đồng, bà Lê Thị Tần, Dừa Gạo 8 Trang 250.000 đồng, ông Tám Nhu, ấp Trung Hòa 50.000 đồng, nhà máy Bảy Quệ, Nguyễn Thị Thu, Châu Quốc Nam, Châu Quốc Dương, Châu Nguyễn Kim Tuyền 100.000 đồng và 50kg gạo, Phật tử chùa Tịnh Độ 200.000 đồng, chú Tám Hé, Khánh Hậu 50.000 đồng, Kim Lan Dung, phường 2, thành phố Tân An 300.000 đồng, Trịnh Hữu Đức, Trịnh Ngọc Giao, Trịnh Mỹ Tiên, Bùi Chí Hùng 300.000 đồng, Trịnh Văn Tý, Dương Thị Tiến, Phạm Thị Ba, Trịnh Hữu Phước 400.000 đồng, Bùi Trịnh Quy Hùng, Trịnh Ngọc Nguyên 100.000 đồng, Nguyễn Trang Nam, Phạm Thị Nga, Võ Giang Tư, Thiều Thị Bé, Nguyễn Minh 300.000 đồng, chú Ba Hưng, chú Tư Phương, Tầm Du 100.000 đồng, Ngọc Sương, Thu Hàng, Long An 150.000 đồng, quán ăn Quỳnh Qua Tửu, phường 1, thành phố Tân An 500.000 đồng, Nguyễn Công Thắng, Tân Trụ 200.000 đồng, bạn xem đài 100.000 đồng, nhóm từ thiện chị Mười Nên, phường 1, thành phố Tân An 2.600.000 đồng, Bùi Chí Thanh, Bùi Chí Tâm, phường 1, thành phố Tân An 100.000 đồng, Nguyễn Thị Hương Lan 100.000 đồng, tiệm Hữu Lợi, Nguyễn Trường Quy, Thuận Võ 200.000 đồng, chị Lan Anh, Anh Phước bán giá số, bé Sang Kê, Uyên Chọn, Hằng, Anh Lai, Tuyền, Mai, Hạnh, Anh Minh 600.000 đồng, Thanh Minh Nhân Toàn 200.000 đồng, Hoàng Nhi và ông bà Quá Cố bên nội bên ngoài 100.000 đồng, máy che Đức Phương, sửa xe Quân, sửa xe Tư Lâm, Phú Bột 400.000 đồng, hiệu giày Dự Dự, phường 1, thành phố Tân An 500.000 đồng, Đỗ Thị Thiện, Nguyễn Trang Phúc 100.000 đồng, ông bà nội Quốc Thảo, phường 1, thành phố Tân An 100.000 đồng, bà nội Kim Yên, phường 1, thành phố Tân An 50.000 đồng, anh Thành, phường 1, thành phố Tân An 50.000 đồng, thùng từ thiện ngã ba quê Mỹ Thành 100.000 đồng, nhà máy Ton Hòa Phú 200.000 đồng, mắt kính Tân An 200.000 đồng, bà Sáu Nhường 150.000 đồng, chú Hai Toàn 30.000 đồng, Tịnh Thất Thiện Tài 400.000 đồng, nhóm cô Chính Nguyện, cậu Úc, Diệu Nhật, Úc Thúy, Mai Phượng, Tám Nết, Năm Biếu, Úc Tịch, Dũng Hoang, Năm Chuyên, bé Ti, cậu Nhi, Tuấn Hồ, Bác Phúc 500.000 đồng, Trần Thị Kim Loan 70.000 đồng, Trần Thị Bận cầm đồ 114 100.000 đồng, Chành Cường Quyên 100.000 đồng, Pizza Thanh Sang 100.000 đồng, Anh Hùng Phân, phường 2, thành phố Tân An 100.000 đồng, Ga Thùy Vũ 100.000 đồng, Gà Rán Hàn Quốc 248 Hùng Dương 100.000 đồng, quán ăn Thu Thuyền 100.000 đồng, hai bé Mai Chuyên 50.000 đồng, Thành Đạt Quang Vinh 50.000 đồng, nhóm từ thiện ấp 1 Bình Đức 500.000 đồng, chú Sáu Chánh Khánh Hậu 50.000 đồng, tiệm vàng Kim Tuyền phường 1 thành phố Tân An 500.000 đồng, gia đình anh Nguyễn Hữu Hòa phường 1 thành phố Tân An 100.000 đồng, Titi Hảo Hảo Cherry phường 2 thành phố Tân An 300.000 đồng, tổ từ thiện khu phố Quyết Thắng 1 550.000 đồng, nhóm từ thiện chợ phường 6 500.000 đồng, Dương Thanh Quy Thủ Thừa 100.000 đồng, Nguyễn Văn Lữ Tân Trụ 100.000 đồng, Nguyễn Văn Chủ Tân Trụ 200.000 đồng, Nguyễn Văn Chính Tân Trụ 50.000 đồng, Quỳnh Văn Huệ Tân Trụ 100.000 đồng, nhóm từ thiện Nhân Thành Trung 420.000 đồng, ông Nguyễn Mạnh Tường 500.000 đồng, bé Tường Dân 100.000 đồng, gia đình Thiên Kim, Thiên Tú, Thiên Hợp, Thiên Hảo, Thiên Trị, Tường Chi, Cần Duột 250.000 đồng, tổ Phật tử ấp Bình Điện 1.050.000 đồng, Thánh Thất Bình Tịnh 100.000 đồng, Thái Bình Thế Dân phường 4 thành phố Tân An 100.000 đồng, tiệm giải Kim Qua, tiệm bánh Chánh Long 200.000 đồng, Thẩm Mỹ Minh Nguyên phường 2 thành phố Tân An 300.000 đồng, đại lý giá số Ba Xuyên phường 2 thành phố Tân An 500.000 đồng, Tấn Phước Tấn Thịnh 100.000 đồng, Lê Thị Kim Thành Cầu Voi 100.000 đồng, Nguyễn Thanh Xuân thành phố Hồ Chí Minh 300.000 đồng,
Nguyễn Ngọc Trân Đức Hòa 100.000 đồng, Quỳnh Thị Hiếu Tuấn Kiệt Đức Hòa 200.000 đồng, Ban Hành Thiện Thánh Thất Cao Đài xã Long Hiệp 1 triệu đồng, Thánh Thất Cao Đài xã Phước Lại 1.200.000 đồng, Nguyễn Văn Của thành phố Hồ Chí Minh 200.000 đồng, Nguyễn Văn Nhuận thành phố Hồ Chí Minh 200.000 đồng, tập thể công nhân công ty Mai Đăng Khoa 500.000 đồng. Phần ủng hộ trực tiếp tại nhà và tại bệnh viện do Hội Chữ Thập Đỏ xã Mỹ An và chi hội ấp 1 vận động là 23.500.000 đồng. Tiết mục thông tin nhân đạo cũng đã khép lại chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi sự đóng góp xin gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, số 3 Võ Công Toàn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại tiếp nhận số 0723 822 529. Xin chân thành cảm ơn.